Tập 3, bạn muốn thế nào, cuộc sống sẽ thế. Diệp Tuyền, chủ nhà xin chào. Anh cũng đi làm à? Nhảm, đi đâu vậy? Đường Tương Nhã. Lên xe đi. Không cần, không cần đâu. Đi, đi nhanh đi. Tôi đón xe buýt ở phía trước. Tiện đường. Vậy là phiền quá. Trời nóng quá, sợ treo trên cửa sẽ bị hỏng. Giống là làm cho anh mà, coi như là tiền xe đi. Thật sự xem tôi là tài xế sao? Đi theo Tiểu Lý, tôi đang vội đó. Đi thôi, dây an toàn. Ngốc chết đi được. Trong túi cô đựng gì vậy? Đi làm hay là dọn nhà? Túi này của tôi chứa đựng tình yêu, ước mơ và hy vọng. Chứ những thứ này thì không đóng nổi tiền nhà đâu. Phải rồi, hôm nay anh không tăng ca chứ? Làm gì? Xuống ca tôi cùng anh đến bệnh viện khám. Không cần đâu. Đừng mà, đầu không giống như những chỗ khác. Lỡ như xảy ra chuyện gì, anh là ăn dạ tôi. Rất nhiều người cho rằng khi xào rau phải đợi chảo bốc khói mới bỏ rau vào. Bọn họ nhận quảng cáo gì vậy? Canh cá đúng không? Massage chân. Còn có quán ăn sáng tứ lung tung gì đó. Người không biết còn cho rằng. Nhìn gì vậy? Tôi cũng xem thử. Dọa chết tôi rồi. Anh Nam, trán của anh làm sao vậy? Bất cẩn đụng trúng. Có phát hiện gì sao? Qua đây, qua đây. Tôi nói anh nghe, tôi vừa nghe bọn họ nói hạng mục mà ED88 nhận trước đây toàn là canh cá, massage chân gì đó, cực kỳ lâu. Chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Anh đã biết từ lâu rồi. Vậy anh không lo sợ sao? Anh không sợ sau khi chúng ta thua thì sẽ bị bộ phận thiết kế dẫm dưới chân sao? Trước giờ Trương Bắc Văn nổi tiếng tự cao tự đại, đến lúc khinh địch thì anh ta cũng không dễ sống. Điên rồi sao? Ngày mai phải nộp bản thảo. Bà đây không làm nữa. Từ tổng à, bớt giận. Giám đốc Lý chưa đến mức đó đâu. Chưa đến mức đó sao? Giám đốc Lý nói đúng.
Bên A sát sửa gì đó. Quả nhiên danh bất hư truyền, đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nào giám đốc Lý, đừng so đo với bọn họ, ngồi đi. Tôi tin rằng với năng lực của giám đốc Lý chúng ta, ngày mai nhất định sẽ làm ra được một quảng cáo gian danh khắp nơi, để cho tên giám đốc Lý bên đó rời khỏi giới quảng cáo từ đây luôn. Giám đốc Lý của chúng ta khó khăn biết bao, ngày hạ cũng như ngày đông, âm thầm lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay. Tôi tuyên bố tôi sẽ tăng lương cho giám đốc Lý của chúng ta. Tôi muốn phép 5 nữa. Thêm. Được, tan họp đi. Đi làm việc đây. Thật hay giả vậy? Đi thôi. Ngồi đi. Không sao từ tổng, tôi đứng được rồi. Anh nói đi. Được. Gần đây làm quen ở công ty thế nào rồi? Vẫn rất tốt, các đồng nghiệp đều rất tốt. Vậy được rồi. Là như vậy, con người của giám đốc Lý tính tình đúng là có hịch, nhưng mà người rất tốt, cho nên một số trường hợp đột xuất khó tránh khỏi có hơi mất kiểm soát. Tôi là ông chủ, tôi nhất định phải thuận theo cô ấy, chủ yếu là để giải quyết vấn đề. Tôi hiểu, nhưng mà thực tế thì công ty chúng ta vẫn là tôi quyết định. Đã rõ, đã rõ. Cùng nhau làm việc với giám đốc Lý, nhất định phải cẩn thận, thận trọng. Con người cô ấy rất nghiêm khắc, không tha thứ cho sai sót nào, cho nên nhất định phải chú ý phương thức, kiểu cách, luôn phải cẩn thận. Cô hiểu chưa? Đã hiểu. Có vấn đề gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Dạ được, yên tâm đi Từ tổng. Được, đi đi. Từ tổng, gần đây tôi có dành chút thời gian làm một cuộc điều tra về trà sữa giỏ đậu. Tôi phát hiện nó là một công ty rất mới mẻ và có phong cách. Đây là kết quả tôi điều tra và có một số ý kiến nông cạn của tôi. Là phiền anh lúc rảnh rỗi xem qua một chút. Cái này trực tiếp đưa giám đốc Lý xem là được. Dạ được, dạ được. Vậy Từ tổng, thực ra tôi cũng muốn tham gia vào hạng mục trà sữa giỏ đậu để học hỏi thêm. Tuy rằng tôi vừa vào công ty nhưng tôi không sợ mệt, không sợ cực. Thật đó. Chuyện này tôi không có ý kiến. Cô bàn bạc với giám đốc Lý có được không? Thật sao? Dạ được Từ tổng. Cảm ơn Từ tổng. Được hết sao? Nếu anh cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Được được được. Để tôi ra ngoài trước. Được được được. Bye bye Từ tổng. Bye bye. Cô nhóc này đi còn không có tiếng động. Hạng mục giỏ đậu này, mọi người có ý kiến gì không? Được. Không ai ý kiến. Lúc tôi đưa ra phương án thì đừng ai có ý kiến. Tôi có. Nói đi. Tôi cảm thấy trà sữa giỏ đậu khác với khách hàng trước đây của chúng ta. Thiết kế của chúng ta nhất định phải theo được giá trị của họ, phải cao cấp, có phong cách. Phong cách như thế nào? Lộng lẫy đó. Thể hiện cho họ thấy thiết kế mang phong cách của Lạc Khả Khả. Quá lộng lẫy dễ làm cái phụ lớn ác cái chính. Theo tôi thấy, chỉ bằng chúng ta làm chiến thuật biển người, tìm 1.000 học sinh cấp 3, trong tay mỗi một người cầm một ly trà sữa giỏ đậu, ngồi trên sân trường. Như vậy không được cao cấp lắm, như cái chợ ấy. Mọi người thấy sao? Ai là giám đốc? Không phải chị bảo chúng tôi nêu ý kiến sao? Tôi bảo cô nêu ý kiến, chứ có bảo cô nêu ý kiến trừu tượng vậy sao? Giám đốc Lý hay giám đốc Lý đều rất tốt, sáng tạo mà không phân biệt đúng sai. Anh, đúng như chúng ta phải ra một phương án nằm trong dự toán hạng mục có thể thực hiện để phát triển rộng.
Cô đứng ở đây làm gì? Hàng một canh cá làm xong chưa? Giám đốc Lý, tôi muốn đến đây học hỏi thêm. Lát nữa ông chủ trương đến rồi, đừng có để xảy ra sơ suất. Đi nhanh đi. Tiểu Hà, cậu có suy nghĩ gì nói ra nghe thử. Về mặt sáng tạo, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ là một kẻ chụp hình thôi, đúng không? Làm theo phương án mà tôi nói. Tan hợp. Bánh bèo quá. Cũng chu đáo lắm. Cay sao? Không hổ là cô ấy. Anh Nam, ăn cơm à? Thơm vậy. Anh Nam, không lẽ đây là hộp cơm tình yêu trong truyền thuyết? Có chuyện gì vậy? Thẳng thắn sẽ được khoan dung, che giấu sẽ bị trừng phạt. Nói lung tung gì đó. Cơm người bệnh thôi. Anh Nam, tôi cảm thấy anh có chuyện giấu tôi. Anh nói đi, suốt cuộc cái này là ai làm? Còn nhớ nhà đối diện không? Hôm qua giúp đỡ cô ấy. Là người thuê nhà đó sao? Tình tiết này không phải chỉ xuất hiện trong phim thần tượng thôi sao? Tôi cũng muốn ăn. Cậu nghĩ gì vậy? Lý Tổng, ăn rồi sao? Trán bị gì vậy? Đặc biệt lắm. Có chuyện gì không? Tôi thấy trạng thái của anh rất tốt. Bản thảo thiết kế hoàn thành được lắm sao? Mong đợi tác phẩm của bộ phận thiết kế các anh. Bộ phận thiết kế của chúng tôi không hề lo lắng. Nhưng mà bộ phận thị trường các anh phải tranh thủ. Phải rồi. Thêm chút thức ăn cho Lý Tổng. Đồng nghiệp của bộ phận thiết kế của tôi tìm được một số đồ ở trên mạng. Lát nữa hai người xem thử. Nó không chừng có bất ngờ. Đi đây. Vẫn chưa ra sao cả. Kiêu căng gì chứ. Anh nói xem anh ta là cái thá gì. Đi thôi. Xem thử trong hồ lô của anh ta bán thứ thuốc gì. Anh Thừa, canh cá của thiết kế sao rồi? Không vấn đề. Anh biết cái này cấm sao không? Để tôi ở bên này. Được không? Có rồi. Chuẩn bị nha. Anh Thừa, tôi có hơi căng thẳng. Cố lên. Được rồi. Sao vậy? USB công việc của tôi mất rồi. Những gì tối qua tôi thức để vẽ đều nằm trong đó. Trong laptop của cô không sao lưu sao? Không có. Vào đây, vào phòng họp cả đi. Nếu thiết kế ấy khiến tôi hài lòng, mỗi ngày tôi đều tặng cô ấy một phần canh cá. Không thành vấn đề. Nào mời vào. Nào. Xin chào Tiểu Diệp. Tôi rất mong đợi đó. Tiểu Diệp, bắt đầu chiếu đi chứ. Tôi... Cái gì? Mất rồi. Xin lỗi. Ông chủ Trương, ông bất giận. Chuyện gì vậy anh Trương? Anh đi hỏi nhà thiết kế mới đến của anh đi. Nhà thiết kế đó của anh là mất đồ mà mình thiết kế luôn rồi. Tôi nói anh biết lần sau chúng ta không hợp tác nữa. Đây là lần cuối cùng. Anh đừng mà. Bất giận đi anh Trương. Nhớ đấy, trả lại tiền cho tôi. Nghe rõ chưa? Tôi không làm quảng cáo nữa. Đừng mà, làm sao vậy?
Cái gì vậy? Bây giờ thực tập sinh ở phòng thiết kế trình độ như vậy sao? Còn dám mang đến cho chúng ta xem, thật là... Vì sao lại đuổi theo tôi? Tôi muốn đùi gà rán. Copy rõ ràng quá đấy. Đúng vậy. ED88. Chẳng lẽ thần thoại bất bại của anh Nam sắp rơi vào tay ED88 rồi sao? Thiên Dũng, cậu đi ăn cơm đi. Giám đốc Lý, cô đừng có đi qua đi lại nữa. Tôi chóng mặt. Ông chủ Trương là khách hàng duy nhất trong tháng này của công ty chúng ta. Nếu ông ấy đi rồi, tôi xem anh lấy gì để trả lương. Rồi sẽ có cách thôi. Giám đốc Lý à, chị đừng có giận nữa. Tôi lập tức đi nghĩ cách giải quyết. Giải quyết? Cô lấy gì để giải quyết? Cô giải quyết thế nào? Ai mà không phạm chút lỗi nhỏ? Không sao, Tiểu Diệp, cô đi làm trước đi. Như vậy mà là lỗi nhỏ sao? Lớn như vậy rồi mà còn làm mất USB. Ngộ nhỡ bên trong có tài liệu kinh doanh quan trọng gì thì cả công ty chúng ta đều đi tông. Giám đốc Lý, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không phạm lỗi như vậy. Không có lần sau. Công ty chúng ta nhỏ, không nuôi được người thừa. Nói chung phòng thiết kế của tôi không nhận được người tài như cô. Nặng lời rồi. Đau. Bước giận đi. Khó khăn lắm mới tuyển được một thực tập sinh. Đó đâu phải là thực tập sinh. Đây chẳng phải là bơm hẹn giờ sao? Không giống bơm hẹn giờ. Bước giận đi. Cô ấy không đi phải không? Được. Hôm nay cô ấy không đi thì tôi đi. Tôi đi khuyên cô ấy. Cô nghĩ cách đi. Anh Thừa, lần này tôi thực sự xong rồi phải không? Trước khi đi nhớ mời bữa cơm đã nợ tôi đấy. Đã là lúc nào rồi? Anh đừng có đùa tôi như vậy nữa. Xem ra lần này tôi mất việc thật rồi. Cô hoàn toàn không nhớ ra tối qua đã để USB ở đâu à? Tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi đã để ở trong túi. Vậy trên đường đến đây cô đã làm gì? Tôi nhớ ra rồi. Buổi sáng tôi đi nhờ xe của hàng xóm. Có thể lúc đó làm rơi trên xe rồi. Phải. Phải không nào? Mọi người đã xem thiết kế đó chưa? Xem rồi. Sư tử nhỏ, cái gì? Tôi thấy chẳng khác nào mèo quang. Với trình độ này ở phòng thiết kế của chúng ta, chỉ xứng quét dọn vệ sinh. Phải không nào? Còn muốn cạnh tranh với chúng ta? Nghĩ gì chứ? Sao vậy? Lý Trạch Nam, tôi có việc muốn làm phiền anh. Hình như tôi làm rơi USB ở trên xe anh. USB? Phải, USB mà bạc. Bây giờ anh rảnh không? Tôi đến tìm anh. Bây giờ tôi có việc. Cái đó, để tối tôi đưa cô nhé. Xin anh 5 phút thôi mà, tôi xin anh đấy. Thực sự rất vội. Được. Vậy tôi đợi cô nửa tiếng. Lát nữa gửi địa chỉ cho cô. Cô qua đây tìm tôi. Được, không thành vấn đề. Chẳng phải đã nói nửa tiếng sao? Xin lỗi, trên đường quả thật hơi tắc. Tìm đi. Kỳ lạ, sao lại không có nhỉ? Tôi nhớ ra rồi. Sáng nay tôi bảo đồng nghiệp mang xe đi rửa. Chắc là lúc dọn sạch mất rồi. Trong USB của cô là gì? Là phương án tôi thức đêm làm. Hôm nay vốn định đưa cho bên A, nhưng lúc trình bày tôi mới phát hiện không thấy USB. Bên A tức giận không muốn hợp tác với chúng tôi nữa. Nếu hôm nay tôi không giữ được bên A thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Không hổ mà. Vì nguyên nhân cá nhân của tôi đã gây tổn thất cho công ty, đuổi việc cô đúng là không lỗ. Nếu tôi là cô thì tuyệt đối sẽ không chỉ để tài liệu trong một cái USB mà không lưu lại bản khác. Quan trọng nhất là tôi tuyệt đối sẽ không làm mất. Anh nói đúng. Vấn đề nằm ở tôi. Tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Tổng giám đốc Lý. May mà mang ô. Hôm nay còn mưa rất to. Đúng vậy, may mà tôi chạy nhanh. Sao cô lại chạy đến đây? Tìm cô cả buổi trời. Cô đang làm lại à? Đúng vậy, USB lúc trước đâu? Không tìm thấy à? Chẳng phải bảo trên xe sao? Không biết nữa. Không sao, bản này trông cũng rất đẹp. Cảm giác còn đẹp hơn bản trước. Không được, cảm giác vẫn không ổn. Đều quên cả rồi. Không sao mà. Cô đang tiếp thu kinh nghiệm hôm qua, chẳng có chút vấn đề nào. Đây là tác phẩm hoàn hảo về mọi mặt. Vô cùng tốt, tôi thấy ông chủ trương nhất định rất thích. Tin tôi đi. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Đi. Tôi cầm cho. Đi thôi. Chuẩn bị xong chưa? Thật sự không cần tôi đi với cô à? Đây là lỗi của tôi, để tôi tự giải quyết. Được, nhất định sẽ làm được. Cố lên. Cảm ơn anh Thừa. Giờ chỉ có anh ủng hộ tôi thôi. Cô hiểu lầm rồi. Thực ra tôi cũng thấy cô nhất định sẽ thất bại, nên không đi cùng cô cho đỡ mất mặt. Mau đi đi. Ông chủ trương. Ông chủ trương, đừng làm ồn. Tôi không giỏi tính toán. Lại phải tính lại rồi. Ông chủ trương, vì sai sót của tôi đã làm mất thời gian của anh. Thực sự rất xin lỗi. Đây là bản thiết kế quảng cáo của công ty chúng tôi, mời ông xem thử. Cô có cần về công ty không? Tôi hỏi là cô có cần về 88 không? Tôi phải giải quyết chuyện bên này của chúng ta trước. Tôi gửi cho cô một địa chỉ, cô xem thử nhé. Nhận được địa chỉ rồi chứ? Nào cầm lấy. Canh cá bán mang về của tiệm chúng tôi, đi giao giúp tôi nhé. Giao, mau đi đi. Cứ để đồ ở đây. Ông chủ trương vậy chúng ta, tôi sẽ xem. Cô mau đi đi, đừng để khách hàng phản ảnh tôi, nghe chưa? Mau đi đi. Mau lên đi. Tôi sẽ xem mà. Mau lên đi. Đừng để khách hàng phản ảnh đấy. Anh Thừa, tôi muốn từ chức. Tôi giúp cô nói với lão Từ. Anh điên rồi sao? Chẳng phải tôi đang giúp cô được ý nguyện sao? Tôi đi đây.
Ở đây làm gì có cửa hàng cơm Tiểu Trương? Ông chủ Trương, sao cậu chưa đưa đến? Khách hàng dục đơn rồi, đã dục mấy lần rồi. Tôi không tìm được. Cô còn có thể làm việc gì? Thiết kế cô không làm được, giờ bảo đi giao hàng cô lại không tìm thấy. Không phải tôi nói cô đâu, cô... Làm sao vậy? Khóc rồi à? Tôi không tìm được thật mà. Ông chủ Trương, còn dao nữa không? Dao. Đi theo tôi. Đến giờ ăn rồi, mau ăn đi. Cảm ơn ông chủ Trương. Không bắt mắt gì hết. Tôi chạy ở đây mấy vòng cũng không nhìn thấy. Cô cũng thấy là không bắt mắt. Cô chạy mấy vòng cũng không nhìn thấy. Vậy cô bảo người qua đường làm sao thấy được? Hơn nữa, tôi nhìn thấy tấm biển này lại nổi điên lên. Cô bảo một người bán canh cá như tôi lại lấy tên là nhà hàng sáng tạo. Cô bảo nhìn tấm biển này, ai biết đây là cửa hàng canh cá nhà chúng tôi? Có phải không nào? Lại đây. Tôi biết, một người mở tiệm cơm như tôi không hiểu nghệ thuật, cũng không hiểu thiết kế. Vậy nhưng, tôi hiểu làm thế nào để đứng vững trên con đường kinh doanh này. Đó là để mỗi khách hàng đi qua đều nhìn thấy biển hiệu của tôi, phải thật rõ ràng, để mọi người đều biết đây là cửa hàng canh cá. Cô bảo quảng cáo trước đây cô thiết kế cho tôi, chẳng hề rõ ràng chút nào. Xin lỗi ông chủ Trương, đừng nói xin lỗi. Nếu xin lỗi có tác dụng, tôi đã không cần chất giả đến bây giờ. Bản thiết kế mới này của cô tôi xem rồi, tốt hơn lần trước. Nhưng tôi thấy màu nền không đủ. Thuật ngữ chuyên ngành của các cô bắt mắt. Phải đúng đúng, không đủ bắt mắt, không thu hút. Cô nên điều chỉnh màu sắc, nhất định thì sẽ ổn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông chủ Trương. Tôi quay về sẽ suy nghĩ lại. Cô rất thông minh. Tôi tin cô nhất định có thể làm được. Tôi nhất định có thể làm được. Nhất định có thể, nhất định có thể. Giám đốc Lý, Fruli sô-cô-la mới, không đá, không đường, thêm lớp kem sữa. Lấy lòng tôi cũng vô dụng. Còn thêm cả pudding chị thích nhất. Chị nếm thử đi. Tôi đã xin lỗi ông chủ Trương rồi. Ông chủ Trương đã đồng ý tiếp tục hợp tác với chúng ta. Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao? Vốn dĩ là khách hàng của công ty. Sao vậy? Còn mong tôi khen cô sao? Không không.
Đúng là tôi chưa nắm được yêu cầu của khách hàng, thiết kế chưa đủ thành thục, còn thiếu sót quá nhiều. Tôi không muốn rời khỏi đây, vẫn muốn tiếp tục học hỏi chị. Chị có thể tha thứ cho tôi không? Còn đứng đây làm gì? Mau tiếp tục tiến độ đi. Cảm ơn giám đốc Lý. Chuyện này mọi người gác lại việc đang làm đã. Chuyện đó không sao, đi làm việc đi. Làm việc của mình đi. Nào, làm việc đi giám đốc Lý. Chúng ta bàn về phương án giỏ đậu được không? Được thôi, chúng ta đối chiếu lại. Đây là thời đại cần chúng ta phải nỗ lực. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, bận rộn nhiều việc, cả đời theo đuổi những thứ khó nắm bắt trong lòng bàn tay. Đây cũng là một thời đại tràn đầy tình người. Đây chính là thời đại đơn giản lại phức tạp của chúng ta. Bây giờ chúng ta chẳng có gì, nhưng tương lai sẽ có một ngày chúng ta sẽ có tất cả.